ăn gì? Cái gì? Sao không xào hả? Không biết hả? Lâu lắm mới gặp lại trà sữa. Lâu lắm mới gặp lại trà sữa này. Cho 20 ngàn đi. Để tặng 20 ngàn. Vô hổ ngoại, vô hổ ngoại, đừng lại gần. Hổ ngoại ăn học gì lộn không? Vô hổ ngoại ăn học gì lộn không? Lâu lắm trà sữa. Hổ ngoại ăn học gì lộn không? Vô hổ ngoại ăn học gì lộn? Dạ. Dạ con mua bắp xào, hỏi ông bảy ăn không? Ông bảy ăn không? Ông bảy không ăn, giờ ông bảy về. Bảy về. Con ăn đi. Để con ăn nha. Để con ăn nha. Ừ, 20 ngàn bắp xào ha. Ăn không gì lộn không? Ừ. Dạ ăn. Dạ. Lộn luôn ha. Dạ. Vô hỏi ngoại ăn không? Đừng có lại gần, vô hỏi ngoại ăn không? Người ta mua luôn. Ăn ngoại không ăn. Sao không ngoại không ăn? Vô hỏi ngoại ăn. Hỏi ngoại ăn không? Ở ngoại ăn không? Ừ. Sao con biết ngoại không ăn? À, coi chú xào này lâu lắm rồi, chắc phải mấy tháng rồi chú mới quay lại nè. Món của sữa nóng rồi. Sữa lớn rồi. Nay sữa đi học rồi. Hỏi bữa giờ sao chú không có đi ba qua đây bán với con cho con nữa vậy? Hỏi chú bán đâu vậy? Chú chuyển lên thành phố à, giờ chú lại còn lại. Chú lên thành phố chú bán hả con? À. Yeah. Để cho lấy con ở giữa mà. Con nó ngáo. Cho 2 trứng giữa rồi. Mama. Không có ai ăn. Mama. Đừng ăn được chai nha. Yeah. 5 trứng vịt lộn. Đừng. Mama. Lâu rồi không ăn thịt bắp xào hả? Dạ. Lâu rồi không ăn thịt lộn. Nhớ từ đó dịch để dịch tới giờ. Bắp ngon không? Ừ. Đây là gì? Chú mà bán cho trà sữa, nhiều khi trà sữa quay clip lên, nhiều khi đó là chú đi bán người ta biết là sữa chú á. Đó là mình đăng lên bao nhiêu người ở bên khu bên bờ đất mới này. Ta biết hả? Có, không nghĩa là biết anh nhưng là em bán quen ở đấy người ta biết hết. À. Ở bà Minh ăn không? Bà Minh ăn. Bà Minh ăn gì lộn không? Bà Minh ăn gì lộn không? Bà Minh ăn gì lộn không? Bà Minh không ăn hả? Bà thích ăn vịt muối, hỏi chú xem có không? Không. Vịt muối để xào bắp. Không có đâu. Bắp xào ở đây vịt muối không bán được. Mà muốn ăn vịt muối giờ sao? Sữa. Bà muốn ăn vịt muối giờ sao? Chú không có rồi giờ sao? Không có. À, thôi đi mua chỗ khác đi. Ra ngoài đường mua đi. Không bán đường. Đeo cái đường. Đừng lại gần đó, đèn nóng. Bắp ngon. Ngon không? Bắp. Lâu lắm rồi sữa không ăn được, không ăn bắp xào mà còn quên. Đây, xào rồi. Một miếng không ăn, một miếng xào. Hả? Thì chú xem mà, này không sợ chú xem nè, nhé ra không? Rồi, hôm nay cái thằng chú xem rồi. Đúng không? Chú xem đi à. Hát cho chú nghe bài đi, hát cho chú nghe bài đi. Chú đi học rồi. Dạ đi học rồi. Hát cho chú nghe bài đi, chú đi bán đắt rồi. Hát cây cầu dừa cho chú nghe coi. Hả? Hát bài cầu dừa ơi, hát cô hàng xóm ơi. Hát được cả bài cô hàng xóm á. Hát bài cô hàng xóm chú nghe nè. Năm nay là chưa được 3 tuổi anh nhỉ? 2 tuổi nữa rồi. Mới đi được, mới đi học rồi. 2 tháng này. Con đi học vui không? Dạ vui. Cái bắp. Bắp. Ngon. Hôm qua mới thèm bắp, hôm qua nói hôm nay là dẫn đi mua thùng sữa mua bắp ăn, chưa đi mua. Ăn học gì lắm không? Tôi ăn không? Không. Ba ăn không cho ông ba? Không. Ai ăn học lộn, thôi cho 2 trứng học gì lộn nữa đi. Để lát mọi người ăn. Bắp xào đây. Bắp xào đây. Bắp xào đây. Hộp thịt lộn đây. Bắp xào đây. Nè, kêu chú thu tiếng của trà sữa nè, đi bán. Bắp xào đây. Kêu chú. Con thấy gớm. Kêu chú thu bắp xào đây. Hộp thịt lộn đây. Đồ lại gần nè, không lại gần nè.
vào đây là em phải tắt cái bếp rồi đấy. Dạ. Không sợ trà sữa nó ra nó mình. Dạ. Thôi mấy lần chú vô đây bán cái bắt đầu trà sữa không có mua nữa, bắt đầu chú ế xô chú đi chỗ khác luôn. Nó sữa sữa. Hôm nọ là cha Phương đi miền Trung rồi con gọi điện sao? Hả? Gọi điện sao? Cha đi miền Trung toàn gọi điện rồi bắt cha Phương. Đây nè, bưng bưng này. Sách hả? Nóng nha. Nóng đó. Được không? Nè sách xa ra thôi nha. Nè, tỏ tập. Rồi. Rồi sách vô, đi vô. Rồi, mang sang nhà ba. Rồi. Chào cha với nhà. Chào bà nha. Thôi cho bà hết luôn đi nha. Nha. Cho bà hết nha. Nóng nóng. Nóng ở nóng quá. Rồi nha. Nóng nóng. Này thò ngón tay vào đây. Thò ngón tay vào. Ừ đúng rồi. Cầm chắc nha con. Đó, đúng rồi. Cảm ơn chú, bye bye chú. Hẹn gặp lại chú. Hẹn gặp chú ngày mai nha. Không thì thôi. Không là mình sẽ cho con ăn. Còn ngồi ghế đi. Ngồi ghế nhà ngồi đâu? Cha vô lấy mũ rồi lấy đi nha. Dạ. Không được đụng cái gì nha. Dạ. Không có đụng vô không? Dạ. Rồi để cho lấy cái ly để lên cho con muốn ăn ha, con muốn ăn hai cha muốn ăn cho muốn cho con. Con ở đây cho lấy cái ly nha, không được đụng vô nha. Không được đụng vô à? Nghe chưa? Có đụng vô chưa? Dạ chưa. Thôi ăn miếng kia nè. Muỗng này nè lì không à, hộp vịt lộn ha, hộp vịt giữa có hộp vịt nào đây, hộp vịt giữa nè, hộp vịt lộn nè, hộp vịt nào để lộn nè, này giữa đây hộp lộn không, đây cho đập nha con, để con rồi con làm đi, để cho bóc ra nha, nóng nóng lắm. Con bóc đi. Cho nóng đi. Nóng xỉu luôn. Hả? Em con ăn cái này. Ăn cái này hả? Rồi làm đi. Rồi tự bóc đi. Cái gì cũng vậy. Con muốn làm tự làm không? Rộng một phần. Rộng một phần. Nè. Cái gì cũng đổ hoài vậy? Được uống nào? Ăn nào? Đó. Đó. Nè. Con ăn này nè, thấp nước này ngon nè. Con lộn này ngon nè. Bên kia chờ chờ. Hả? Ngon quá. Ngon quá. Đập được chưa? Ăn cái nào? Nóng nha. Đúng rồi. Cảm ơn cha đi. Đúng rồi.
chú đi rồi ạ. Chú đi rồi. Chú đi rồi. Chú bán cho con thì chú đi rồi. Dạ chữa nè. Không phải thành không việc lạc. Em mà nước mà. Không có nước hả? Này múc ăn đi. Nước này. Không nước nào? Đây. Này không? Nè. Nè, nghe nè. Nè. Nè múc đi. Múc hỏi nguội nước. Rồi ngồi ở ngồi. Được chưa? Ngon. Ngon. Dạ ngon. Dạ. Ừ. Đâu mấy ông mất xào với thịt lộn với trà sữa là con nữa. Mày ăn thả thả của sữa không? Ngon không? Ngon không? Được chưa? Nè, hấp đi. Cũng hấp đi. Em đừng nóng nha, khỏi. Nóng không? Nóng không? Ngủ rồi. Để cho múc cho hổ. Cho múc nước cho nha. Cho múc cho con ha. Con tự múc đi. Để cầm cho con này nóng. Khỏi khỏi. Này con. Từ từ. Cho hút lâu được. Cho hỏi ha. Cho múc cho con nha. Này không nước rồi. Wow. Hỏi đi. Ồ, ngon 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 nha. Ngon quá. Rồi hỏi ông bà cô chú có ăn không? Ông bà cô chú ơi, ăn hộp gì lỏng con không? Lỏng. Hỏi ông bà cô chú. Lỏng. Rồi hỏi quý khán giả có ăn với con không? Ngon nha. Sao bả nha. Đâu quá. À, nó hai cho con mình ăn giặt rồi. Gần lát đi. Wow. Wow, ngon đâu ngon nha, ngon sao? Ngon sao? Ngon sao? Ngon sao? Đâu quá. Ngon sao? Đâu quá. Dạ, đổ. Ngon hết sảy sao? Hết sảy con một bảy luôn. Cảm ơn giờ tổng ơn. Con. Nó hả? Nữa không? Không nước nữa không? Hai. Không. Không nước nữa không? Dạ ngon. Dạ. Dép hả? Dép gấp rồi. Không sao nè. Nè. Sổ phái bất tơ luôn. Nè nè. 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 Ăn không? Đâu hả? Con đâu vậy? Ủa tự nhiên mà. Tự nhiên trang mình vậy? Tụi con đi đâu? Con đi cụ trai. Tại 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 vậy thôi hả? Đi vậy? Tụi ăn với cha nè. Thôi. Rồi. Tụi ăn gì đâu mà nó. Tự nhiên vậy? Tao lại lúc trang nè. Để con lúc cho chồng. Đây. Để con lúc cho chồng. Qua đây ngồi nha bạn. Hỏi. Hỏi lúc cho chồng. Ủa vậy thôi hả? Thôi. Lúc gì con xíu vậy? Ăn đi. Lúc cho chồng nè. Rửa tay nha. Thôi. Mình tới luôn. Đây, tôi lại giúp bằng. Cay quá. Bắt
Thì có còn có đi mua trà sữa không? Sao vậy? Sao gọi điện đi, gọi điện đi. Sao vậy? Sao bỏ trang gương vậy? Có trang em đi vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Gọi ai? Được rồi, hư luôn rồi. Thôi đi quở nè, thôi không ăn nữa, dọn dẹp đi mua trà sữa. Hello. Cái gì? Không ăn mất mẹ đi. Đó, xem đi, con ăn mất mẹ đi. Đi mua quà. Kêu mẹ cho bắt mẹ cho gọi đi. Con bắt mẹ không? Mẹ ăn đi học cho con. Mẹ ăn con bắp không? Mẹ ăn con bắp không? Con bắp không? Tại xưa sửa vô hả? Thôi vậy cha chào tạm biệt con quý ông bà con chú nha. Nha. Dạ thôi con vừa xin chào tạm biệt quý ông bà con chú nha. Bây giờ con vừa đánh trà sữa đi mua trà sữa uống đây. Mà con cô bác trong một chuyến theo đó anh người ạ.